Bà Phương Hằng khẳng định nói đúng sự thật, nhấn mạnh nhóm ông Võ Hoàng Yên hành hung tinh thần, tung clip ghi âm để chứng minh. Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng cho biết bản thân bị ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư khác hành hung tại trụ sở công an trong một buổi làm việc gần đây thu hút sự chú ý của nhiều người. Về vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo bản thân đã bị ông Võ Hoàng Yên cùng 4 luật sư bạo hành tại trụ sở công an, trong trò chuyện ngày 19 tháng 10, nữ CEO Đại Nam cho biết, vào ngày hôm qua, tức ngày 18 tháng 10, bà đã đến công an làm việc theo lịch hẹn. Trong buổi làm việc, bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng bản thân đã nhận được lời giải thích từ phía công an là không có camera và thuyết phục bà phủ nhận việc bị hành hung tại cơ quan chức năng đã gây xôn xao cộng đồng những ngày vừa qua. Tôi được trả lời rằng ở công an không có camera. Đó là điều tôi sốc đầu tiên. Thứ hai, tôi được điều tra viên khuyến khích phủ nhận việc bị hành hung ở đó vì họ giải thích cho tôi là không có đánh nhau mà chỉ có cãi nhau qua lại. Bà chủ Đại Nam cũng cho hay, mình đã đưa ra một đoạn ghi âm là bằng chứng cho việc mình bị hành hung. Tôi có đưa một đoạn ghi âm ra. Tôi từng nói khi nói chuyện với ai đó, mình ghi âm là mình hèn và mình ghi âm là có ý đồ xấu nhưng tôi phải tự vệ vì ở đó không có camera. Khuyến khích tôi phủ nhận nhưng tôi không đồng tình vì điều đó có nghĩa là tôi thừa nhận bản thân vu khống cho 5 con người này cũng như cơ quan công an. Tôi sẽ lập tức phải ở tù. Đồng thời, bà Nguyễn Phương Hằng cũng khẳng định, mình dù không bị hành hung về mặt thể xác nhưng đã phải chịu đựng hành hung nặng nề về mặt tinh thần. Tôi khẳng định lại một lần, những điều tôi nói trước công chúng là có thật. Với tôi, một người phụ nữ, một người đàn ông bước tới sỉ vào mặt tôi, điều đó mà không phải hành hung thì như thế nào? Chẳng nhẽ đánh tôi đổ máu mới là hành hung sao? Cùng một lúc 5 người dù không đánh tôi nhưng đã áp đảo về mặt tinh thần tôi và dùng những hành động tay chân, sỉ vào mặt tôi, trước mắt đó chính là hành hung tinh thần tôi. Uy hiếp tinh thần tôi thì sao không gọi là hành hung? Mở lên. Trời ơi, sao anh đưa tin là anh phủ nhận cái chuyện mà nó hành hung ở trong đó mà anh nói là tôi đưa sai sự thật nghe anh Hải? Cho nên đây là cái bên tôi đâu có nói như vậy, tức là nói là có sự việc cãi vã nhau rồi chỉ đó, chỉ thôi chứ không phải là hành hung là đánh nhau. Thì còn cái việc bên kia mấy xét lấy cái tờ đạo báo là tức là không có việc mà hành hung đánh nhau trong đó mà chỉ có việc là gây gỗ cãi vã qua lại với nhau rồi ông kia có xỉ xỏ rồi có nói chị thế này, chị nói ông Nguyên ra là bên ông nói Nguyên xong rồi bên luật sư Nguyên bảo bên ông Nguyên rồi mới nói lại bên chị rồi hai bên có cãi vã gây gỗ nhau thôi. Nhưng mà cái hành vi mà xứng tới xỉ xỏ vô mặt á thì nó là cái gì, nhưng mà không thể nói là tôi vu khống được. Đâu có nói chị vu khống đâu. Là nói là không có, nói là không có là có mới có chứ là không có được anh Hải. Hồi sáng tôi ghi trong biên bản rõ ràng là bước tới xỉ vô mặt tôi. Thì cái đó là mấy anh muốn cho là vui là hành hung hay là không hành hung gì cũng không sao. Nhưng mà cái hành vi đó đã diễn ra. Thì bên báo nó đăng thôi mà. Đăng như vậy là không có được. Đăng như vậy thì người ta nói tôi đặt điều sao anh Hải? Thì cái đó thì bên Hải đi báo có báo sự việc đó. Nếu mà anh báo đăng như vậy là bên kia nó thưa tôi vu khống thì sao? Thì cái đó báo bên báo đăng mà chị còn báo nó đăng nhưng mà nó dựa vô báo đăng nó nói rằng tôi vô khống làm sao anh đã chứng kiến nó đứng lên nó bước tới nó xỉ vô mặt tôi 5 người cùng lúc mà bây giờ anh nói vậy đâu có được. Thì trong biên bản làm việc với chị cũng có nói có là do hai bên chị nói chị nói ông Nguyên chửi ông nói có nói ông Nguyên vài câu sau đó ông Nguyên cũng nói lại rồi chị nói ông Nguyên là lũ lừa đảo rồi tụi bay chị binh thế này thế kia rồi bên sao mà không binh người ngay mà lại đi binh lừa đảo thế này thế kia rồi bên ông luật sư ông Yên nó mới sân si lại chị rồi lời qua cãi lại rồi có cãi nhau trong lúc nói chuyện như vậy thôi rồi ông Kính nó có đứng dậy rồi lại cái chị có nói chỉ trỏ chị gì thôi chứ còn xong đó thì đâu có phải là hành hung gây gỗ đâu phải là đánh nhau bây giờ chị nè nói anh Hải nghe cái đó là bây giờ muốn nói hành hung cũng được nói không hành hung cũng được nhưng mà sự thật là nó đã diễn ra như vậy. Còn nó không có thì người ta nói rằng tôi đặt điều à. Thì tức là có cái việc gây gỗ, có việc nó ông xỉ xỏ chị, nhưng mà không phải là việc nó không phải là đánh nhau mà nó chỉ là việc cãi vã nhau thôi. Nhưng mà bây giờ báo nó đăng nói rằng tôi vu khống. Thì cái đó báo đăng mà báo đăng thì cái chuyện bên báo chứ hả? Bên tôi đâu cung cấp cho báo đâu. Nhưng mà như vậy thì bên kia nó lừa dựa vô cái tờ báo đó người ta nói rằng tôi vu khống thì sao?
trời ơi, sao biết được chị Hằng? Bây giờ chị bên cơ quan nói vậy, còn báo thì báo chí nhiều loại báo nó đăng tùm lum hết, làm sao biết được chị Hằng? Nhưng mà bây giờ bên anh á đã không có camera rồi, tôi đã yêu cầu trích xuất camera mà không có rồi, thì bây giờ bên anh Hải á phải nói cho rõ ràng là có những cái hành vi đó xảy ra như vậy thôi, mà tôi không thua kiện thì thôi, tôi chỉ nói như vậy là tại đó xảy ra như vậy thôi, tôi không có làm đơn thua kiện thì đã quá tốt rồi. Dạ. Tôi không có làm đơn thua kiện thì đã quá tốt rồi, còn cái gì nữa, bây giờ còn không còn muốn phủ nhận cái chuyện đó nữa. Không phải, thì bên hàng đâu có phủ nhận gì đâu chị, thì vẫn có nói là cũng vào trong báo cáo vẫn vấn đề có báo làm, có chị nói làm sao thì vẫn báo là nội dung y như vậy mà. Nhưng mà giờ báo chí nó đang sùm, nó nói là tôi vu khống kìa. Báo đăng tùm lum hết mà, thì cái chuyện báo là báo thôi, chị cũng biết mà, dư luận báo chí tùm lum hết mà chị, chứ đâu phải bên cơ quan đăng cái gì đâu. Chừng nào bên cơ quan nói chính thức ra là nó nói là bộ cơ quan báo là coi như là công an thành phố đã trả lời luôn, để tôi gửi cái liên qua cho anh coi. Không phải, nhưng mà ý nói chị là chị ghi làm sao trong nội dung á, và tôi làm việc với chị á là chị có sự việc gây gỗ rồi có ông kính có sỉ sỏ có nói chị thế này thế kia, rồi chị bên do là chị nói ông Yên, thì bên luật sư á là bên ông Yên về cái việc đó, mà ông bên ông kính có nói là chị không được tuyên nói người ta là lừa đảo, mà chỉ khi nào ra tòa là chị mới được nói người ta, chứ chị không được nói người ta như vậy, thì ông có xỉa xỏ chị vậy thôi, chứ còn hành hung rồi còn đánh đập còn gây ta gây gỗ đánh nhau đó là khác nữa chị nha. Nhưng mà vậy nè, bên anh là bên lãnh đạo của bên anh á là phủ nhận toàn bộ, nó là không có. Không có, trong nội dung là có gây gỗ đánh nhau, có gây gỗ xích mích, có cãi vã qua lại với nhau, có việc đó. Mà sao không khẳng định là ông súng tới ông xỉ vô mặt tôi, sao phải nói rõ chuyện đó là có hành hung hay không, rồi để cho mọi người tự cảm nhận chứ. Chẳng lẽ bây giờ đánh mới gọi là hành hung, tôi cũng không hiểu chuyện đó luôn. Chẳng lẽ bây giờ người ta đánh mới gọi là hành hung, còn cái đó là một cái giá bằng ba cái đánh đó anh Hải ơi. Không, thì bây giờ tôi nói chuyện hàng nè, thì do trong đó cũng do một ai cũng nóng lên tên này rồi cũng lại thế này kia rồi cũng xích mích qua lại trong nội dung tôi có báo cáo lại việc hết trong sự việc đó rồi, kể cả sáng nay làm việc với chị cũng cái nội dung đó thôi, kể cả anh Lễ anh cũng có nói là có sự việc mà cãi vã rồi gây gỗ với nhau mà. Không, bây giờ như thế này nè, mà nó nói là lãnh đạo á, công an thành phố phủ nhận toàn bộ. Vậy thì tôi sẽ lên tôi live stream, tôi nói cái câu chuyện này nổ ra từ là cái ông luật sư sĩ. Còn bên anh đã dặn tôi là không được quay phim chụp hình ghi âm. Và tôi đã tuân thủ, và chính ông sĩ là người gài cái bom nổ này ra đầu tiên. Đúng thì không? Bây giờ có nội sao thì chị cứ nói là do ông sĩ làm như vậy rồi. Thì đúng rồi. Thì mới vậy thôi, thì có sao chị cũng cứ nói đúng. Nói chung sự thật đó làm sao thì cứ đúng là như vậy. Đúng. Dạ. Tôi đã tuân hành pháp luật là tôi không hề nói tiếng nào. Chính ông sĩ là người làm ra câu chuyện này. Và đã xảy ra dạ. Như vậy, còn có hành hung hay không hành hung thì do mỗi người cảm nhận vậy thôi. Dạ thôi, cái đó là chị thôi, do là ông bên ông sĩ, ông gì luật sư của bên nào không biết mà tôi đi tham gia vô chị nói như vậy. Rồi chị bực lên chị nói vậy thôi, nhưng mà thật ra là do cảm nhận nói thôi, chứ còn bây giờ nói là thế nào bây giờ. Không phải do cảm nhận nói mà nó đã xảy ra sự thật như vậy, còn người nghe cảm nhận như thế nào là tùy người nghe. Dạ rồi. Rồi vậy anh Hải thống nhất như vậy, chứ đừng có nói phủ nhận là không có, nói tôi đặt điều là không được đâu. Tức là chị nói vậy nè, có sao chị nói vậy thôi, tức là có cái sự việc gây gỗ với nhau. Có ông có sân si, ông kia có chỉ trỏ chị như vậy, nhưng mà không phải là hành hung đánh nhau. Tức là chị cũng có thể chị nói lại, tính chính lại là không phải là hành hung đánh nhau gây gỗ, chứ là do là ở đó chúng ta đã có cơ quan công an rồi họ ngăn cản, rồi không họ giải thích lại hết, nên mới không có sự việc nó xảy ra như không vậy. Anh Hải ơi, nói như vậy nó cũng chưa đúng, chứng tỏ rằng ông đã sân si, ông bước tông sĩ vô mặt tôi và con kia biểu tôi im miệng đi. Anh thấy rõ ràng tất cả đều tập trung vô mình tôi mà anh mới nổi điên lên, anh ra anh gọi điện thoại mà. Nhưng mà tôi không nói là có hành hung hay không hành hung, nhưng mà cái cử chỉ đó là có hành hung hay không thì để cho hội luật sư người ta đánh giá về đạo đức tư cách của ổng vậy thôi. Vậy đồng ý chưa? Anh thấy đúng không? Mình cứ nói đúng sự thật thôi. Không thì có sao, cứ vậy thôi mà. Còn đạo đức tư cách của ổng thì để cho hội luật sư người ta đánh giá. Đúng rồi nha, có chỉ có là nói chung là có sự việc gây gỗ thế nào thì chị cũng cứ nói ra, có sao thì chị nói vậy thôi. Thì đúng rồi, mình cứ nói đúng sự thật như vậy thôi. Tức là chị có nói ông Biên sao ông Biên gây gỗ với có, chị? Có, tôi sẽ nói không sót thứ gì, nhưng mà rõ ràng là cái hành vi của ông Kính như vậy thì đề nghị hội luật sư coi lại cái hành vi đó có đúng chưa? Dạ. Nó thuộc về trách nhiệm của ông chưa? Vậy thôi, tôi sẽ đổ với hội luật sư.
rồi kênh chị ha chị nha. Rồi. Quý vị đã nghe rất rõ rồi đúng không quý vị? Đầu tiên vô thì khuyến khích tôi là phủ nhận, nhưng tôi không phủ nhận. Tôi ghi rất trong cái biên bản phủ, ghi là phủ nhận nhưng tôi không phủ nhận, là bởi vì sao? Tôi không phải là người ngu dốt để phủ nhận, để rồi quay qua quy chụp tôi vi phạm pháp luật là vu khống. Và năm con người luật sư này sẽ kết tội tôi vu khống. Và ý như rằng ở đó không có camera, buộc tôi phải ghi âm để làm cái phương tiện tự vệ của tôi gửi đến Bộ Công an. Vì chỉ có tôi và luật sư của tôi, còn bên kia năm con người nguy hiểm. Sau khi hành hung tôi xong thì anh Hải là điều tra viên mới đuổi ông Kính ra bên ngoài. Và ông ấy ra cái hành lang bên ngoài phòng làm việc, ngồi bỏ hai cái chân lên trên đó. Khi tôi bước chân ra đi toilet tôi nhìn thấy được. Quý vị có thấy tận cùng chưa? Bây giờ lại nói phủ nhận là không có. Tôi là một con người sống thượng tôn pháp luật, tôi dám vu khống nơi cơ quan công an không quý vị? Trước đó khi tôi đến công an, tôi đã nhắn tin cho đồng chí Hiếu là đội trưởng ở đó là giang hồ xung quanh đó rất đông, chụp hình gửi cho đồng chí Hiếu luôn để cảnh báo là giang hồ của thằng Yên ở xung quanh đó rất đông và lần nào cũng như lần đó. Nhân viên của tôi, những người theo bảo vệ tôi, họ đi khảo sát, họ nhìn thấy. Đồng chí Hiếu không thèm trả lời tôi một câu. Vì tôi luôn luôn hình dung sẽ có những câu chuyện xấu xảy ra. Nếu như ngày đó tôi manh động thì sẽ đổ máu tại nơi đó, câu chuyện đã đi về hướng khác. Nhưng chính đồng chú Hiếu coi thường cái sự cảnh báo của tôi, không thèm trả lời cho tôi luôn. Nếu Bộ Công an vào cuộc thì hỏi đồng chí Hiếu xem bà Hằng có cảnh báo là giang hồ xung quanh ở công an thành phố Hồ Chí Minh, và bà Hằng có chụp hình kể cái bảng số xe những thằng giang hồ đó gửi cho đồng chí Hiếu không? Không thèm trả lời một câu, khinh tôi đến không trả lời một câu. Trước đó, trong sáng ngày 18 tháng 10, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu phòng PC02 báo cáo cụ thể những thông tin về buổi làm việc giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vào sáng ngày 16 tháng 10. Phía phòng PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã báo cáo giải trình toàn bộ về quá trình làm việc giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên cùng các luật sư có liên quan. Bước đầu, phòng PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định là không có chuyện bà Phương Hằng bị nhóm ông Võ Hoàng Yên hành hung tại trụ sở. Quá trình làm việc có lớn tiếng với nhau nhưng không có chuyện hành hung.